chẳng nên trụ năm loại mắt là không hoặc bất không chẳng nên trụ sáu phép thần thông là không hoặc bất không chẳng nên trụ năm loại mắt là hữu tướng hoặc vô tướng chẳng nên trụ sáu phép thần thông là hữu tướng hoặc vô tướng chẳng nên trụ năm loại mắt là hữu nguyện hoặc vô nguyện chẳng nên trụ sáu phép thần thông là hữu nguyện hoặc vô nguyện vì sao vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện lại nữa kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ mười lực của Phật là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ mười lực của Phật là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là lạc hoặc khổ. Chẳng nên trụ mười lực của Phật là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên trụ mười lực của Phật là tịnh hoặc bất tịnh. Chẳng nên trụ bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là tịnh hoặc bất tịnh. Chẳng nên trụ mười lực của Phật là tịnh tịnh hoặc chẳng tịnh tịnh chẳng nên trụ bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh chẳng nên trụ mười lực của Phật là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ mười lực của Phật là không hoặc bất không, chẳng nên trụ bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không hoặc bất không, chẳng nên trụ mười lực của Phật là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ bốn điều không sợ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ mười lực của Phật là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Hết quyền thứ 79